Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn vừa lập cột mốc lịch sử ở các giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc trong màu áo câu lạc bộ Seoul Ilan chiều ngày 4 tháng 6. Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn tiếp tục được huấn luyện viên Park Chung-kwin tin tưởng và điểm tên vào đội hình xuất phát của Seoul Ilan trong trận đối đầu với Busan E-Park thuộc khuôn khổ vòng 15 K-League 2. Ở trận đấu này, Văn Toàn làm nhiệm vụ ở vị trí tiền đạo cánh trong đội hình hàng tiền vệ 5 người. Trong suốt thời gian thi đấu trên sân, Trần Xuất Sinh năm 1996 chưa thực sự để lại dấu ấn nào. Anh gặp khó khăn trong các pha tấn công dù thi đấu rất lăn xả. Thi đấu trọn vẹn 45 phút của hiệp 1, tiền đạo người Việt Nam sớm được rút ra ở đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Ronan. Chung cuộc, Seoul Ilan phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước đối thủ Busan E-Park. Với kết quả này, đội bóng của Văn Toàn tạm thời vẫn dậm chân ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng K-League 2 với 20 điểm. Trong khi đó, Busan E-Park xuất sắc vươn lên giành ngôi nhất bảng với 29 điểm sau 15 vòng đấu. Tuy nhiên, chừng đó phút là đủ để cựu tiền đạo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai lập kỷ lục ấn tượng tại Hàn Quốc. Cụ thể, Văn Toàn chính thức trở thành cầu thủ Việt Nam sở hữu số phút thi đấu nhiều nhất tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Hàn Quốc. Theo thống kê, Trần Xuất Sinh năm 1996 đã có 430 phút thi đấu sau 11 trận ra sân chính thức cho câu lạc bộ Seoul Ilan, trong đó có 9 trận thi đấu tại giải hạng 2 Hàn Quốc, K-League 2. Với thông số này, Văn Toàn vượt qua người đồng đội thân thiết là Nguyễn Công Phượng, Yokohama FC, J-League 1, người từng sở hữu 410 phút thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc trong màu áo câu lạc bộ Incheon United. Không thể phủ nhận, với phong độ khá ổn định trong thời gian vừa qua tại Hàn Quốc, Văn Toàn xứng đáng được huấn luyện viên Philippe Chusier lựa chọn là một trong 33 cái tên sáng giá tập trung cùng đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Day tháng 6. Theo kế hoạch, sau trận đấu này, Văn Toàn sẽ trở về Việt Nam để hội quân cùng đoàn quân áo đỏ. Cùng với Văn Toàn, hai cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Quang Hải cũng nhận được lệnh triệu tập của Phù Thủy Trắng.